Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay Sóc Thích Cấp Giấy Nghệ Thuật sẽ chỉ cho các bạn cách gấp máy bay nha. Và hôm nay Sóc Thích Cấp Giấy Nghệ Thuật sẽ chỉ cho các bạn. Đầu tiên chúng ta cần gấp đôi tờ giấy. Sau đó chúng ta mở ra. Tiếp đó là bẻ thẳng cái nếp lúc nãy, đè cái này xuống, sau đó bẻ cái này xuống, đè cái này, và sau đó bẻ cái mái nhà này xuống, rồi sau đó bẻ thẳng, bẻ xuống chỗ này, làm với bên kia hẳn cái góc mũi này. Thẳng với cái góc mũi bên này nè. Đó. Rồi. Sau đó chúng ta bẻ cái này lên. Chúng ta bẻ xuống qua. Tiếp đó là chúng ta bẻ xuống như vậy. Sau đó chúng ta lật cái bên kia đè vào. Nhúng xuống như vậy. Thế là xong cái máy bay. Và các bạn muốn xem nó bay không? 3, 2, 1, bay! Bay đi cực ngon luôn các bạn!